is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Hello mọi người, mình vừa mắc công việc một chút. Bây giờ mình đi về. Thì mình lấy một cái trang bị đó chính là BF mọi người nhá. Ở game này thì mình đang chơi chuyện thua về ngoại binh. Chuyện thua ngoại binh thì đơn giản thôi. Anh em cứ việc để ba ngoại binh và cứ để thế mà thua thôi. Khá là easy đúng không? Ở game này thì khởi đầu trận đấu thì mình đang có một cái lõi công nghệ, đó chính là một cái nhỏ nhỏ có võ. Một cái lõi công nghệ mà khi chúng ta chơi đội hình ngoại binh chữa thua thì sẽ rất là hợp lý luôn. Warwick à? Mình có nên bỏ thêm một vị tướng nào ông ta? 82 tiết, 3 trận thua. Nếu mà với cái loại công nghệ này thì thua này cũng hơi toang. Mình sẽ cho thêm một con Warwick vào nhà, cho nó một cái BF luôn. Bởi vì mình... Nhiều anh em thì bảo là tại sao mình lại không tập trung vào làm video, không tập trung một cách gọi là chuẩn mực nhất. Bởi vì sao? Mình còn nhiều công việc lắm. Công việc mình rất là bận nha anh em. Nên là rảnh rảnh chút nào thì vào game chơi chút đấy thôi. Vừa chơi game vừa làm một chút công việc. Ui, toàn quá anh em ơi. Không win nổi luôn, mỗi có một chấm máu kìa. Alo. Tối hả? Tối chắc không ăn đâu. Không ăn đâu. Đến đâu. Bây giờ mình sẽ Sako của mình nhá. Mình sẽ lựa chọn con Sako là một con tướng sẽ giúp cho mình có một cái chuỗi thua ổn. Bởi vì Sako thì là một vị tướng mà sẽ giúp cho mình gọi là hạ sát những vị tướng kiểu liên quan tới màu giấy ở phía đằng sau ấy. Đó nên mình sẽ lựa chọn nó nhá. Eoli 2 sao này, cầm một cái trang bị đó chính là một cái kiếm súng à. Dạo này có vẻ thấy nhiều anh em bắt đầu muốn chơi đội hình ngoại binh nhiều hơn rồi. Chơi ngoại binh thì anh em phải chuẩn bị sẵn một cái combo trang bị phải thật là xịn sò để có thể comeback mọi người ạ. Mình đang có 5 trận thua và lượng máu là chính là 68 máu. Không ổn cả, cái này không ổn chút nào rồi. Nhưng mà thua bởi vì có mình sắp đội hình nó kiểu nó hơi yếu ấy. Leona quyền năng khổng lồ thú tượng này. Gravet thì đang cầm một cái trang bị đó chính là cuồng đao.
Ok, thay vì của mình nhá. Queen. Hy vọng là mình sẽ có 5 quả binh từ sớm, bởi vì với chút thuốc 5 quả binh thì phần thưởng nó sẽ rất là xứng đáng luôn. Sako, giết được con Zilean đi. Không ổn rồi. À, trời ơi, khỏe thế nhở. Thế này thì chắc phải nâng cấp nhiều hơn rồi. 47 máu, 7 trận thua. Mình thì rất là muốn làm một trận đấu liên quan đến chuỗi thua khoảng tầm 14 trận hay 15 trận gì đó, nhưng mà chưa thể làm được. Cái hũ này thì nó chỉ maximum tối đa nó chỉ là 7 trận thôi. À 12 trận thôi mọi người nhé. Nhưng mà khi mà chúng ta thua được khoảng tầm 14-15 trận ý, thì nó sẽ tạo sự hấp dẫn cho trận đấu hơn. Trái tim ngoại binh. Oh my god, ngon quá mọi người. Bây giờ mình sẽ Aeron để kiếm Gamma Lăng nha. Kiếm Gamma Lăng nữa là đủ luôn này. Đủ bộ luôn này. Gamma Lăng. Mid Fortune. Sako, Sako, ok. À, không ron ra Gamma Lăng mọi người ạ. Mình không muốn ron nữa, bởi vì mình ron nhiều mình thọt vàng á, xíu nó khó có thể comeback được. Ron, ron tầm 28 vàng nữa sẽ ra thôi, nhưng mà mình sẽ còn không vàng. Hơi tiếc thôi, kệ đâu mọi người ạ. Chơi 3-4 bệnh cũng được. Sako lên 2 sao rồi. Ok, 5 ngoại binh luôn, ron ron cho máu luôn mọi người ạ. Mất thêm 10 vàng, 11 vàng nữa mới ra được con Gamma Lăng này. Bây giờ thì lại ui, chết rồi. Theo không win chúng ta. Hôm nay à, vì 2 sao nữa. Ok, mình sẽ thua tiếp mọi người ạ. Round này thì thua nhẹ nhàng hơn này. Sako, liếm 1 mạng nữa thôi, 1 mạng nữa. Hay quá. Ông này đang có cái nổi tại lo công nghệ đó chính là chiến lợi phẩm ha, 600 máu một phát. Khá là gắt. Như mình đã nói rồi, mình thì sẽ luôn ưu tiên những trang bị liên quan đến sát thương, găng bảo thạch hay là vũ khí kiếm. Bởi những trang bị đó là những trang bị sát thương cực kỳ cao, giúp cho mình có thể dãy chết cực kỳ mạnh khi mà gọi là nổ hũ. Ừm, 8 trận thua, 43 máu, cố gắng mọi người nhé. Gì đây? Ông này đang chơi ngoại binh à? Găng bà lăng đấu sĩ à? Ui! Đừng thua! Đừng thắng nha! Sako đúng rồi! Hay quá! Thua rồi người, tuyệt vời! Mình đã thua 9 trận mọi người nhá! 9 trận thua rồi! Bùm! Anh dừng chân... Quá to! Gì đây? Một vương mệnh chiến thuật, ôi ngon hết một slot mọi người ơi. Mình tìm kiếm rất là lâu một trận đấu mà có 3 vương mệnh chiến thuật để cho anh em xem đội hình full tướng full hệ rồi mà chưa thể gặp được. Quá khó. Nếu mà kiểu có 3 cái vương mệnh chiến thuật thì mình nghĩ phải có 7 ngoại binh. Thì nó rất là sẻng vàng nhiều á. Thì may ra có cơ hội có thể kiếm được cái combo đó. Còn không thì đúng hơi chuối mọi người ạ. Sako này. Blitzcrank. Hốt. Hốt nó. À lù lù nó bút máu trâu thế. Đừng nói là không giết nổi nhanh nha. À đủ.
Ok, rất ổn mạng rồi mà toang thế nhở, lắp cùng down đi. Không ổn luôn mọi người. Ủa ôi, 25 tiết 10 trận thua. Chắc mình sẽ thua khoảng tầm được 2 trận nữa. Vi này, Gamma Lang này. Cứ mỗi round nhiều anh em thì vẫn chưa hiểu về cái lõi công nghệ nhỏ như con võ này. Vẫn hay comment hỏi là tại sao. Ok, 10 trận thua. Mình đang có 28 máu. BF, á sòng bạc. Năm ngoại binh, hai đấu sĩ. Ông này thì 6 học viện này. 4 ngoại binh, 5 đấu sĩ, 3 ngoại binh. Nhiều người chơi ngoại binh thế. Ngoại binh giờ đang hot trend sao nhở? Nhiều ngoại binh vãi nổ luôn anh em ơi. Hôm nay cái bảng cập nhật khá là mới ấy. Mà cập nhật mới thì này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có nhiều cái sự lựa chọn hơn và nhiều cái thú vị hơn về cái loại công nghệ. Chỉnh sửa khá nhiều về cái loại công nghệ anh em ạ. Ui ôi, xin ghét tim băng luôn à. Nếu như mà trận đấu nào ấy mà anh em cứ giết khoảng tầm còn 2 người còn sống ấy thì tôi nghĩ anh em phải thua được khoảng tầm 18 hay 20 trận luôn ấy. Nhưng mà điều đấy là điều quá khó để có thể được, phải cực kỳ may mắn. Game nhân phẩm anh em, game nhân phẩm. Nhân phẩm quyết định tất cả. Kỹ năng chỉ là một phần nào đó thôi, quan trọng là nhân phẩm. Nếu như mà, tôi nói anh em nha, nếu như mà game kỹ năng ấy, thế tại sao những ông top thách đấu vẫn bị thua? Bởi vì sao? Vì do ông Ron đen, nhân phẩm đen, không ra đội hình ông muốn, không ra trang bị ông cần thôi là sẽ thua. Đôi khi mấy ông thách đấu còn thua cả những ông kim cương cơ. Điều đó là mình đã từng gặp rồi. Bởi vì sao? Game nhân phẩm. Round này chắc là mình sẽ win rồi mọi người ạ. Round này chắc nổ hũ rồi. Sako carry, ui chết Sako rồi nào. Không sao, không sao mọi người. Sẽ có cách thôi, sẽ có cách để win thôi. Anh em cứ tin tưởng của mình. Anh em cứ tin tưởng của tôi. Tôi sẽ có cách để win game này. Để nổ hũ game này mọi người nhá. Năm ngoại binh. Ok, ba ngoại binh đi. Chơi này cho nó chắc kèo người ạ. Sako bắt được, ok, Sako bắt được con Ezreal là ngon rồi. Bây giờ mình sẽ clear cái map này đi nha. Bởi vì nó mình sẽ có kiểu là một vị tướng 4 vàng hay sao á. Đây mọi người này, một vị tướng 4 vàng 2 sao này. Và xúc sắc, hai xúc ma thuật thêm một đường của bạn. Thì hai vị tướng 4 vàng 2 sao này thì nó sẽ giúp mình có thể kiếm được một vị tướng 4 vàng 3 sao từ sớm á. Chúng tôi 12 trận mọi người nhá. 12 trận luôn nha, real luôn nha. Mình sẽ bắt Jayce mọi người ạ. Bắt Jayce đi. Jayce 3 cuồng đao, Jayce 3 huyết kiếm. Cái combo này cho Jayce hơi đẹp này, cuồng đao và vô cực kiếm này, cộng thêm một cái cuồng đao huyết kiếm và vô cực kiếm rất là đẹp cho Jayce nha, cho đứng đầu hay đứng cuối đều đẹp cả. Nên là mình sẽ bán con Sako cho Jayce vào. Để xem mình hũ của mình sẽ có những gì. Quan trọng hũ có những gì thôi. Nếu mà có hũ mà có vàng sẽ up level 8 luôn. Hũ có vàng up level 8 luôn mọi người nhá. Đây. Vãi nổi không? Ui trang bị kìa.
Ôi chết rồi, lắp nhầm rồi. Hay chơi quả dây si xạ thủ nhỉ. Dây si xạ thủ, hơi tiếc là chơi thua ngoại binh không có Neko nào mọi người ạ. Không có một cái Neko vào luôn. Hơi tiếc điều đó. Dây si 3 cuồng đao, 3 sao 3 cuồng đao mọi người nhé. Cũng khá là hay, bắn khá nhanh. Không hề hấn, học viện, cái FC công nghệ tướng sử trang bị. Cái xa xạ thủ đi. Rồi bây giờ mình sẽ một xạ thủ nữa này. Blick rank có vẻ hơi thừa đúng không? Hơi thừa slot Blick rank. Mình sẽ ok. Ổn áp hơn rồi đấy. Hai đồ giống nhau luôn mọi người ạ. Hai combo đồ y nhau luôn này. Ảo thật. Dây si đồ hơi sai. Lúc nãy mình tính lắp cuồng đao cho nó cơ nhưng mà không kịp. Ôi à, chuột nó hơi vướng. Máu mình còn 12 thôi nên là khả năng cút khá là cao. Chưa được biết trước đồ gì được mọi người ạ. Không biết game này có thể sống sót được hay không đây. Bởi vì đối thủ chúng ta rất khỏe đây. Ông này giờ hit 2 sao kìa. Hay quá, miss fortune rồi. Nếu mà cho luôn 5 ngoại binh vào, nếu mà cho 5 ngoại binh vào kiếm chút Neko cũng được. Nhưng có 2 số ma thuật rồi. Hơi tiếc cái hũ này không có cỏ Neko rồi cả. Hơi đen, bởi vì cái hũ đấy quan trọng nhân phẩm như thế nào thôi. Cái hũ đấy là dựa nhân phẩm khá là nhiều. Nhân phẩm mà kém thì gặp quả hũ đấy thì cũng cho bó tay thôi. Đây, đây C này. 4 vàng thêm rừng của bạn. Lấy mẹ có thể làm quả JC 3 sao không ta? JC bây giờ đang dư đồ đúng không? 4 liên xạ, 4 xạ thủ. Có cá chê luôn anh em ơi. Một cái áo trong lửa. Không có Neko nào nhỉ. Cá chê. Hơi toang đúng không? Ui, gặp sát thủ à? Gặp sát thủ. Mình đang suy nghĩ là cái đội hình này có thể đủ, có đủ tự tin đấy mọi người. Có đủ tự tin để có thể up level 9 hay không đây. 16 tiết rồi, ok. Lượng máu đã an toàn hơn rồi. Bây giờ lượng máu của mình đang rất là an toàn mọi người nhé. Đang 16 máu và không này, không này một phát chết luôn được. Vẫn còn cơ hội. Đó chính là cái khác cực kỳ lợi của cái lõi công nghệ nhỏ như con võ. Cho dù anh em chưa thua nhưng mà về sau anh em hồi máu, cái khả năng hồi máu của anh em vẫn có thể hồi được. Đây cô, 2 tướng 3 vàng thêm đường bạn nè. 2 tướng 3 vàng. Cái trang bị này nếu mà cho con ấy thì ngon hơn đúng không? Dây si một con nữa thì mình sẽ bỏ ra. Đội hình khá là nhiều hệ đúng không? Đột biến này. Hầu như là full hệ luôn đấy mọi người. Ông này đang có xin nghiệt 3 thôi. Còn lại sát thương không có. Có mấy Victor nữa mà sát thương Victor là chưa đủ với một sao. Lại chưa có pháp sư nữa. Nhìn sơ qua thì khá ổn. Để có thể win được. Ui xổi, cả trên nút là vàng này. Phê chưa? Ok, lại lên 20 máu rồi. Khéo khéo hồi tí nữa mình lên là 40-50 máu ấy chứ.
40 máu là chuyện bình thường ấy. Lúc nãy mình nổ hũ là chỉ còn mười mấy máu thôi, bây giờ thì lên lại 18 máu rồi. Game cứ thế thôi, game cứ thế là trôi qua thôi. Khá là easy đúng không mọi người? Lại vàng rồi. À, quen tay nhấp luôn lên 2 sao rồi. Thiếu con Caitlyn nữa à? Thiếu Caitlyn thì chịu rồi. Chắc mình sẽ cho Kai'Sa ra thôi. Kai'Sa nó hơi vướng chỗ. Ông này cũng ngoại binh này, Fuck You này, đang có cho mình 6 ngoại binh, 4 đấu sĩ. Còn Kai'Sa cầm cái xạ thủ cũng khá ổn chứ không? Bởi vì cái nó sát thương từ xa ấy. Đó, sát thương từ xa nên là nó sẽ tăng sát thương khá là ổn với xạ thủ. Bây giờ Ron kiếm con Caitlyn có vẻ hơi củ chuối này. Biết đi đâu để kiếm Caitlyn bây giờ. Bây giờ tỷ lệ là Kevin chỉ có 10% thôi. Có ai chơi JC không ta? Ông này không chơi JC, ông này cũng không. Ông này cũng không chơi, không chơi. Round này thì không có JC. Nếu mà làm kiểu JC sát thủ thì cũng khá là hấp dẫn đấy mọi người. JC sát thủ nha, nó cũng khá là perfect. Thôi lấy cái này đi. Mình sẽ cho JC đồ nó sẽ hơi chuẩn một chút. Đó chính là có thể là xạ thủ hai cùng đao đi nhở. Xạ thủ hai cùng đao cũng khá hợp lý với JC. Thì mình đang có JC ba huyết kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ để nếu mà để kiếm một cái huyết kiếm thứ hai để có thể làm một cái content là JC ba huyết kiếm thì dường như là hơi khó, bởi vì trang bị nó cũng không ra nhiều. Bây giờ nếu mà content bây giờ thì chỉ có làm kiểu JC xạ thủ mà thôi. Kai'Sa rón JC 3 sao có vẻ hơi khó này. Để xem nào, mình sẽ rón tiếp nha. Nó không ra mọi người ạ. Nó không ra nhá. Ông này đang có con Sir Gwen. Mà Sir Gwen đã báo trong lửa rồi. Cũng khá là không phải đáng sợ lắm. Úi xổ, Kai'Sa nó mạnh quá mọi người ạ. Kai'Sa nó clear map quá nhanh. Game này thì có hai số sắc mặt thuật, thì nếu mà hai số sắc mặt thuật thì nó đôi khi nó tương đương với ba Neko mọi người, bởi vì khi mình có thể mình số sắc vào thì nó sẽ thể xuất hiện ba tướng hay bốn tướng luôn đó, cũng khá là hay. Neko hai tướng ba vàng, có vẻ năm ngoại binh game này hơi lỗi. Game này nó không độ cho mình Neko mọi người ạ. Ui, Miss Fortune đồ gắt thế, cá chê, Vi. Nhìn sơ qua thì khá lực đấy. Quan trọng bây giờ là mình sẽ làm gì bây giờ đấy này. Chỗ thua 12 trận nổ hũ rồi. Ugot sát thủ, giờ hin, giật khổng lồ. Rắc sát thủ luôn mọi người ạ. Úi xổ ơi, nguyên nhanh thế. Cảm giác như kiểu vừa vào trận đấu đã clear map rồi thì đỡ thế nào. Nó ra kiểu này thì hoảng rồi. Ra nguyên combo đồ này thì hỏng rồi. Nó set cậy lốc. Top 1 được gì đây? Top 1 được trang bị sát thương mọi người ạ. Cuồng đao, giáp hồi sinh và một cái trang bị dây chuyền trục tội. Ông này đang cầm Zinix này. Nên là bây giờ xíu nữa mình sẽ bán Zinix đi và Ron. Game này có thể là một là Kai'Sa 3, hai là con JC 3 mọi người nhá. Một là Kai'Sa hay JC. Kai'Sa 3 sao thì mình sẽ cho con Kai'Sa cầm hai cuồng đao luôn cho nó bắn tốc lực. Kai'Sa xạ thủ.
40 máu, mình lên 28 máu rồi. Còn khá nhiều đối thủ ở đây, sắp giờ mình sẽ ông top 1. Di tích 2 sao, random ra quỷ thư và nó xếp à. Cá chê full chí mạng. Đợt trước mình có làm một con cá chê đồ như này này. Cái xa của mình bây giờ chỉ còn có 3 con cái xa nữa thôi. À 4 à, tầm 5 con cái xa nữa lên 3 sao nha. Và nếu như mình xuất sắc mặt thuật mà hên ấy thì có thể là lên luôn 3 sao ấy. Nãy giờ Ron không ra con Caitlyn. Hai ông này solo với nhau ai thắng đây? Một cái này nhìn một chơi ngoại binh phết nhở. Ok, chúng ta chỉ còn 2 người chơi thôi. Ông top 1 win ai ta, đừng nói win mình nha. Mình đã lên 30 tiết rồi. Racy này. Ok, một cái lượng vàng khá ổn để Ron rồi. Mình sẽ Ron nha. Anh em thấy không? Easy game. Ồ, oh, Caitlyn luôn mọi người, có Caitlyn luôn này. Ok, round này mình sẽ có Kai'Sa 6 xạ thủ. Kai'Sa 3 sao 6 xạ thủ mọi người nhá. Đi luôn, top 1 xem nào, top 1 gặp mình cũng thua rồi, đầu hàng không ta? Ok, trang bị mình sẽ cho Kai'Sa đó chính là kiểu đi hai quyết kiếm mọi người nhá. Kai'Sa. Ủa hồi. Đỡ không nổi anh em ạ. Chết luôn rồi. Ai da, còn một game nữa à? Ngon đấy. Đầu hàng luôn. Chào mọi người, hẹn lại ở những video sau nhá. Bye bye, tạm biệt.